Chiều ngày 27 tháng 7, ông Lê Văn Trơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa dọn dẹp xong đống cát đỏ tràn, xe cộ lưu thông lại bình thường trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hải. Trước đó, lúc sáng cùng ngày, cơn mưa lớn khiến lượng cát đỏ từ đồi cao tràn xuống hướng biển, gây chia cắt đường Nguyễn Thông, phường Phú Hải. Một số xe cộ du khách chạy qua không kịp, bị lún tại chỗ cát đỏ tràn qua. Cát đỏ còn tràn gây ngập một hàng quán buôn bán bên đường Nguyễn Thông. Theo người dân bị ảnh hưởng, thời gian qua hễ mưa lớn là tại đây xảy ra tình trạng cát đỏ tràn xuống. Cát từ trên cao, cạnh đường điện thoại 706B, theo con nước chảy xuống hướng biển, tạo thành mương lớn. Do lượng cát tràn xuống quá lớn nên người dân không thể xử lý kịp thời. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã huy động nhiều máy móc mới dọn dẹp được. Các địa phương ven biển của tỉnh Bình Thuận, nhất là thành phố Phan Thiết, thời gian qua hễ cứ mưa là cát đỏ từ trên cao tràn xuống. Địa phương đã nhiều lần xử lý nhưng chưa dứt điểm. Theo Sở Xây dựng Bình Thuận, dọc bãi biển của địa phương có khoảng 14 dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng. Nguy cơ sạt lở tương tự, Sở đã lập đoàn kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các chủ đầu tư phải có phương án ứng phó nếu mưa lớn. Ngoài ra, do hệ thống thoát nước trên đường điện thoại 706B chưa hoàn thiện nên cũng tác động đến việc tràn bùn cát như vậy.